Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, bạn hối tiếc điều gì nhất khi về già? Đó là câu hỏi chủ đề của một cuộc khảo sát những người có độ tuổi 60 trở lại do một tạp chí người Anh thực hiện. Sau đó, ba câu trả lời được lựa chọn nhiều nhất là 92% hối tiếc vì đã không nỗ lực làm việc khi trẻ nên về già cảm thấy mình không có thành tựu. 73% hối tiếc đã chọn sai nghề. 62% hối tiếc vì đã không giáo dục con đúng cách. Những điều này tưởng chừng đơn giản, song lại không có quá nhiều người hiểu và thực hiện từ sớm, cho nên đến khi già mới hối hận rất nhiều. Bên cạnh đó còn có 4 điều mà nếu không hiểu thì càng già càng khổ, cuộc sống luôn trong trạng thái mệt mỏi áp lực. Cụ thể đó là những điều gì? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời lắng nghe. Thứ nhất, mọi thứ đều là vô thường. Phật dạy rằng mạng sống con người vốn vô thường ngắn ngủi, giống như ngọn đèn treo trước gió, có thể bị tắt đi bất cứ lúc nào. Thân người cũng vậy. Không phải ai cũng chờ đến già bệnh mới chết, mà mạng sống sẽ kết thúc bất cứ lúc nào với muôn ngàn lý do. Hiểu được lý do vô thường của vạn vật để mỗi người chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập, đem tình yêu thương san sẻ với muôn loài bằng trái tim hiểu biết. Chúng ta đừng quá say mê, tham đắm vào xác thân này mà làm khổ lụy cho nhau. Nên nhớ rằng, sau khi chết không phải là hết hay mất hẳn, mà chết chỉ là hình thức thay hình đổi dạng, rồi tùy theo nghiệp báo tốt xấu của mỗi người đã gieo tạo trong hiện tại mà cho ra kết quả trong tương lai. Thế gian này không có gì là mất hẳn, dù là hạt bụi, hạt cát, chúng chỉ thay hình đổi dạng. Hiểu được lý vô thường để mọi người chúng ta sống có ý nghĩa hơn, làm được nhiều điều thiện lành, tốt đẹp, luôn sống có ích cho mình và người trong hiện tại và mai sau. Ai sống được như vậy, đến khi thần chết hiện đến, ta không sợ hãi, hốt hoảng, mà bình thản ra đi với một hành trang tốt đẹp. Còn những thứ của thế gian như tiền tài, vàng bạc, nhà cửa, mình đều bỏ lại, không mang theo được món nào. Lúc ấy chỉ có nghiệp báo tốt, xấu do ta tạo dựng, lúc còn sống sẽ theo mình suốt đời mà thôi. Biết được như vậy, lúc lâm chung ta sẽ an lòng ra đi, không tiếc nuối bất cứ một thứ gì của thế gian, kể cả sự sống. Thứ hai, giàu có không kéo dài mãi mãi. Không ai đứng mãi trên đỉnh cao, hôm nay bạn có thể là người giàu nhất thế giới, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Hôm nay bạn có thể là người chạy 100m nhanh nhất thế giới, nhưng ngày mai sẽ có người nhanh hơn. Một sự thật đơn giản là chẳng có ai đứng đầu trên sân chơi của mình mãi mãi. Người xưa có câu không ai giàu quá ba đời, trừ khi họ đời đời làm việc thiện, tích đức thì mới có thể giữ gìn được vinh hoa phú quý cho đời con cháu. Nhưng người thường chúng ta đều có lòng tham, có rồi lại muốn có nhiều hơn, có nhiều rồi lại muốn có mãi mãi. Cho nên không muốn cho đi thì giàu có cũng không thể tồn tại mãi mãi được. Hãy ghi nhớ một đạo lý rằng, giàu và nghèo là có sự biến hóa. Nếu một người tích lũy nhiều hơn, cần kiệm hơn, thì tự nhiên sẽ có phú quý và được hưởng thụ. Còn một người chỉ là hưởng thụ nhiều hơn, thì tự nhiên cũng sẽ khốn cùng rách rưới. Cổ nhân cũng đã dạy, phúc bất tận hưởng. Vì vậy có phúc đừng vội mừng mà sống hưởng mãi. Khi phúc hết, họa cũng sẽ đến. Điều chúng ta cần làm là cố gắng bằng chính đôi tay của mình, không phụ thuộc vào những thứ sẵn có. Thứ ba, tụ hợp thì tất sẽ có biệt ly. Lục thân, cha mẹ, vợ chồng, anh em ở cùng một chỗ, hoặc là bạn bè người thân đã gặp gỡ, hẳn sẽ có ngày phải chia cách. Thế nên mới có câu, không có gia đình nào không có sự chia ly. Cho dù cha mẹ và con cái có sinh sống cùng nhau, thì đến một ngày nào đó cũng đối mặt với sinh ly tử biệt. Bạn chỉ là lãng khách lướt qua trong cuộc đời người khác, chỉ có thể cùng đi với nhau trên một đoạn đường đời nhất định. Đó chính là sự hữu hạn, quãng thời gian mà bạn có thể dành cho người khác. Vậy làm sao bạn lại có thể mong người khác cho đi sự vô hạn được? Dù 10 năm, 20 năm hay thậm chí cả 100 năm của đời người thì cũng chỉ là một quãng ngắn trong cả một hành trình nhân sinh dài vô tận. Chúng ta chỉ có duyên để đi cùng nhau trên một quãng đường nào đó thôi. Đừng lầm tưởng, cố chấp mà sinh tâm phân biệt, sở hữu. Thời khắc nào còn duyên, còn bên nhau thì chúng ta nên trân trọng mà cho nhau hết lòng hơn là đòi hỏi người khác phải tuân theo những quy tắc sống của riêng mình. Như thế sẽ không làm cho nhau đau khổ. Biết tôn trọng và giúp đỡ người khác thì sẽ đưa đến cuộc sống tích cực, vui vẻ và cũng sẽ không làm khổ mình khổ người. Có duyên tương ngộ thì hãy trân quý. Nếu phải xa nhau xin cứ mỉm cười mà quay gót bước đi. Nhân sinh được mấy chục năm, hà tất phải bó buộc bản thân quá chặt. Đời người chẳng dễ dàng gì, sau khi mất đi mọi thứ đều trở thành hư ảo. Kỳ thực kiếp nhân sinh có 3 chiếc chìa khóa: tiếp nhận, cải biến và rời xa, gặp gỡ rồi chia ly. Vậy nên hãy trân quý từng ngày trong cuộc sống hiện tại. Thứ tư, dù có khỏe mạnh thì cuối cùng cũng trở về với cát bụi.
Có người nói rằng nếu cuộc đời là một đoạn thẳng, thì thời thơ ấu và lúc về già là hai điểm nút của đoạn thẳng ấy. Còn tôi thì lại nghĩ cuộc đời giống như một vòng tròn, người ta bắt đầu tại một điểm, đi loanh quanh trong những năm tháng đầy gập ghềnh và sóng gió, cuối cùng lại trở về nơi đã sinh ra. Con người cho dù là sức khỏe mạnh mẽ đến như thế nào thì cũng sẽ có phải lúc ra đi, cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng về với cát bụi vĩnh hằng. Con người từ khi sinh ra đã bị phán tử hình, chưa rõ ngày hành án, cái chết luôn chực chờ bên cạnh mọi chúng ta, nên có câu nhân sinh tự khổ thùy vô tử, hỏi thế gian này có ai không phải đối diện với cái chết. Có một câu hát rất hay trong bài Cát bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết như thế này: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về lại cát bụi. Đã là một kiếp người thì không thể nào tránh khỏi được cái vòng tuần hoàn ấy, sinh ra lớn lên và rồi lại mất đi mãi mãi như lúc chưa được sinh ra. Ký ức về sự sinh ra và mất đi mờ nhạt hơn rất nhiều so với những dấu ấn mà bạn để lại khi còn sống. Do đó phải sống sao khi ta sinh ra mọi người cười ta khóc, phải sống sao để khi ta mất mọi người khóc và ta cười. Quý vị có biết không, trong Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng đã phải trải qua 81 kiếp nạn khó khăn mới có được chân kinh và tu thành chính quả. Thực ra cuộc đời con người cũng chính là quá trình vượt qua những gian nan thử thách như vậy. Vậy những điều khó nhất trong đời là gì và làm sao có thể vượt qua chúng? Thứ nhất, điều khó thay đổi nhất chính là thói quen. Trong cuộc sống, không ít người có thói quen trì hoãn, lười biếng, ngủ muộn, thiếu kiên trì và bỏ cuộc giữa chừng. Những thói quen này tuy nhỏ nhưng có thể vô tình tác động xấu tới cuộc đời của chúng ta một cách từ từ. Tuy nhiên, thay đổi khó quen là khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Từ hôm nay, bạn có thể bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình tu sửa thói sống của mình. Nếu cảm thấy việc đọc sách quá khó, hãy thử duy trì đọc chỉ 5 trang sách đều đặn mỗi ngày. Nếu cảm thấy việc tập luyện quá khó, bạn có thể thử chạy bộ chỉ 10 phút mỗi ngày. Nếu việc dậy sớm là quá khó đối với bạn, bạn chỉ cần thử dậy sớm hơn ngày hôm trước 5 phút. Những thay đổi nhỏ trong cuộc sống dần dần tạo thành thói quen, tiếp thêm năng lượng và giúp bạn hoàn thiện bản thân từng ngày. Thứ hai, điều khó tìm nhất chính là tri kỷ. Một số nhà khoa học đã thống kê rằng chúng ta sẽ gặp khoảng 8.263.563 người trong cuộc đời, 3.619 người trong đó trở thành bạn chúng ta, 275 người rồi sẽ trở thành bạn thân, và rồi họ sẽ dần dần biến mất. Bởi thế nên người xưa mới nói rằng bạn bè nhậu thì dễ tìm, tri kỷ là điều hiếm thấy. Bạn có thể gặp rất nhiều người nhưng ít người thực sự hiểu bạn. Bạn tâm giao không phải là những người đi cạnh bạn trong một thời điểm nhất định, mà là sự đồng hành lâu bền của tâm hồn với sự thấu hiểu. Nếu may mắn có tri kỷ trong đời, xin hãy trân quý. Thứ ba, điều khó đoán nhất chính là tương lai. Mọi thứ ở đời đều là vô thường, bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai sẽ là hoa thơm hay trái đắng. Tương lai không ai có thể đoán định trước, và cách tốt nhất để đối mặt điều đó là bình tĩnh, chấp nhận đương đầu mọi thử thách. Đừng làm nô lệ cho ngày hôm qua hay ngày mai, hãy chỉ biết đến ngày hôm nay thôi. Bạn là người luôn chìm đắm trong ký ức, kỷ niệm của quá khứ. Bạn là người lúc nào cũng thấy hiện tại thật nhàm chán. Bạn là người lúc nào cũng hoang mang khi nghĩ đến tương lai. Đã đến lúc bạn phải dừng suy nghĩ ấy và đưa tâm trí mình đến thẳng ngày cuối cùng của cuộc đời. Chỉ khi bạn nghĩ mình đón nhận cái chết như thế nào, bạn sẽ biết mình sẽ phải sống cho những ngày hiện tại ra sao. Thứ tư, điều khó làm nhất chính là hài lòng. Người hạnh phúc là người biết hài lòng với cuộc sống và cảm thấy đủ đầy trong mọi hoàn cảnh. Vào thời nhà Minh, có một người đàn ông tên là Chiêu Sao, ngày nào cũng tới chùa để thắp hương lễ Phật, tạ ơn trời đất đã ban thêm cho mình một ngày được sống. Bà vợ ông thấy vậy cười nói, ngày chỉ có 3 bữa cơm nhạt thế mà ông cũng coi đó là phúc lộc sao? Chiêu Sao chậm rãi nói, thứ nhất, chúng ta đang ở thời đại đất nước hòa bình và thịnh vượng, không có chiến tranh. Thứ hai, chúng ta không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Thứ ba, chúng ta có sức khỏe tốt, không có bệnh gì, cũng không có lỗi lầm phải vào tù ra tội. Tại sao cuộc sống may mắn như vậy lại không được coi là phúc lộc? Hẳn vậy, hài lòng mãn nguyện chính là trạng thái hạnh phúc nhất của cuộc sống. Hạnh phúc không bao giờ phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, mà chỉ xuất phát từ chính trái tim bạn. Chỉ có người biết tu dưỡng, có lòng khoan dung, hòa ái, không màng danh lợi, không so đo sân si, mới có thể nắm lấy hạnh phúc. Thứ năm, điều khó suy đoán nhất chính là lòng người. Trong xã hội ngày nay, hầu như ai cũng có khả năng ngụy trang bản thân đằng sau những lớp mặt nạ. Có người che giấu sự yếu đuối bằng vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng có người lại che giấu tâm tư xấu xa bằng vỏ bọc hiền lành lương thiện bên ngoài. Thế nên người ta mới có câu,
Dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Sông sâu biển lớn nhưng cũng không phải là vô tận, chúng ta vẫn có cách để đo được độ sâu của nó. Thế nhưng, lòng người thâm sâu khó lường, mấy ai dễ mà đong đếm được. Giống như câu ca dao trên, ai dám cam đoan có thể hiểu thấu hết một người. Phàm ở đời, thứ gì càng khó, nắm bắt thì càng nguy hiểm. Người hôm nay có thể trước mặt cười nói với mình, hôm sau đâm một nhát sau lưng, không còn là điều bất ngờ. Vì vậy, càng cẩn trọng, cảnh giác thì chúng ta mới càng có thể bảo vệ bản thân và những giá trị quan trọng lâu dài hơn. Trên đời có hai chữ khó đoán định nhất chính là lòng người. Có nhiều lúc, dù có bao nhiêu của cải, con người ta cũng khó có thể đổi lấy một tấm lòng chân thật. Trong cuộc sống, đừng dễ dàng nhận định về một con người, cũng đừng vội đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng người khác. Quý vị thân mến, có nhiều người cho rằng cuộc sống về già sẽ rất mệt mỏi, khó khăn, nhiều áp lực. Thế nhưng thực tế sướng khổ vui buồn đều do chính chúng ta quyết định. Vậy nên, hãy chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất quý vị nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.